Chào mọi người đến với trận đấu hôm nay. Tôi cứ nghĩ rằng trận đấu sẽ bị hủy bỏ, nhưng may mắn làm sao tuyết đã không rơi quá dày. Vâng, sẽ thật là đáng tiếc nếu như trận đấu bị hoãn lại. Wadu Asamoa, Alexandru, anh ấy đang nhận được sự hỗ trợ ở khu vực giữa sân. Jimmy Cabot, đường chuyền bóng hơi cao nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Pha chuyền bóng rất rắn. Vâng, có vẻ như tiền đạo của đội đang cần sự giúp đỡ từ đồng đội ngay bây giờ. Higuain, hậu vệ nhanh chóng chặn được đường chuyền bóng. François Bellouvoir, bây giờ bóng đã thuộc về họ. Vâng, hy vọng rằng họ có thể phối hợp tạo nên cơ hội thực sự vào ngay lúc này. Họ đã tấn công và đó là một màn phòng thủ rất tốt. Giải tỏa nguy hiểm lớn đang xuất hiện. François Bellouvoir đang có vài sự giúp đỡ phía giữa sân dành cho anh ấy. Abdulmajid Wallis. Một cơ hội 10-10. Chà, một pha cản tốt nhưng bóng hiện chưa vào chân đội nào cả. Một tình huống vô cùng khó khăn của các tiền đạo. Hậu vệ đối phương đang chiếm ưu thế. Abdulmajid Wallis. Anh ấy đang cần sự trợ giúp từ đồng đội. Dani Alves, Paulo Dybala. Đó là một lối đá tấn công hay. Anh ta có khoảng trống. Thật sự bàn thắng được ghi. Vâng, vào rồi. Tôi chỉ đang tự hỏi không biết thủ môn có bị thời tiết mùa đông cản trở không. Tôi cho rằng anh ta sẽ đổ tại thời tiết thôi, nhưng chúng ta phải công nhận đó là một bàn thắng đẹp tuyệt vời.
Gonzalo Higuain đã ghi bàn. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu, tỷ số là 1-0. Pha can thiệp kịp thời của Mukadio. Janik. Paulo Dybala. Anh ta có thêm sự hỗ trợ khác từ đồng đội. Một pha bóng trả về đến cầu thủ chuyền bóng cho anh ấy lần đầu tiên. Một cú sút thật sự nguy hiểm. Không phải anh ấy đã có một pha ghi bàn tuyệt vời hay sao? Lý do để anh ấy ghi bàn thắng thứ hai. Vâng, không gì hơn đó là động lực đến từ bàn thắng trước đó. Anh ấy có được cơ hội này là nhờ vào pha xử lý bóng đầu tiên. Nếu nó không đủ tốt thì sẽ không có được bàn thắng này. Tỷ số hiện tại là 2-0. Bonucci. Asamoah. Một sự phô diễn kỹ thuật với những đường chuyền bóng quá tốt. Janik. Họ đã có bóng nhưng đã làm mất nó. Hai cầu thủ vẫn đang giữ bóng qua lại. Khi thi đấu, họ có mối liên kết với nhau rất tốt. Vâng, họ có cầu thủ ở giữa sân nhưng họ đã không thể đến được vì đường chuyền dài đã bị vô hiệu hóa. Arnold Muemba. François Belugua. Và đồng đội đang theo sát phía sau, hỗ trợ anh ấy tại khu vực giữa sân. Dani Alves. Pha cản bóng rất dũng cảm. Đồng đội của anh ta đang tiến lên rất nhanh. Higuain. Steven Moreira. François Belugua. Anh ấy đang đối diện với khung thành. Cản được bóng nhưng lại không giữ được. Vâng, đã xảy ra vấn đề rồi. Hiệp 1 đã kết thúc. Anh có thể cho chúng tôi biết một vài nhận định của anh về trận đấu được không? Và trọng tài thông báo kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Đây rồi, hiệp thi đấu thứ hai đã chính thức bắt đầu. Benjamin Mukanjo. Giorgio Chiellini. Anh ấy đang cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía đồng đội. Jimmy Cabot. Vẫn còn khoảng trống trước một đường chuyền. Quả bóng vừa xong đó thật sự rất hay. Higuain. Cơ hội đến với anh ta rồi. Ta có thể thấy anh ấy đang cố gắng tung ra một cú sút rất căng. Alexandro. Anh ta có chút căng thẳng khi tiếp bóng. Tôi thì đang nghĩ quả đó không thể thành bàn thắng. Tôi không biết về anh. Ý tôi là tôi có ghi chú lại tất cả. Anh biết đấy. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn vào chúng. Vì chúng ta không bao giờ có thể rời mắt khỏi các trận đấu. Đó là những gì đã diễn ra gần đây. Vâng, cầu thủ thường hỏi tôi sự khác biệt giữa hai công việc đá bóng và bình luận là gì. Anh ấy sẽ lựa chọn hướng tấn công nào đây? Đồng đội hỗ trợ của anh ấy ở cả hai bên rồi. Anh ta để mất bóng sau pha cản vừa rồi. Bóng sẽ về chân đội nào đây? Paulo Dybala. Một cơ hội. Cầu thủ đấy. Liệu có bàn thắng không? Vào rồi. Đó là bàn thắng thứ 3. Vâng, hat-trick rồi. Một ngày thi đấu tuyệt vời của anh ấy. Vâng, tôi nghĩ là hàng phòng ngự đã chơi rất tốt. Nhưng hàng tiền đạo đối phương chơi tốt hơn. Tỷ số đang là 3-0. Abdulmajid Wallis. Abdulmajid Wallis. Vành sang Le Goff, trang hậu vệ mới tanh của đội bóng này. Chúng ta sẽ theo dõi anh ta trong trận đấu này. Đồng đội hỗ trợ đang đến từ phía trái anh ấy. Muema vẫn còn nguy hiểm. Họ đã làm mất bóng. Đồng đội đang làm rất tốt nhiệm vụ hỗ trợ cho anh ấy. Một cơ hội tuyệt vời. Sút. Vâng, chính là đây. Vâng, họ ghi được bàn thắng rồi. Tôi nghĩ đây có thể là thời điểm để họ gỡ lại. Những bước di chuyển cùng bóng rất tốt và họ đã có được bàn thắng cho mình. Hẳn rồi, đó thật sự là một pha tổ chức tấn công tốt. Thủ môn đã lung túng và phải trả giá bằng pha phạt nền. Tỷ số hiện là 3-1. Alexandro. Vành sang Le Goff. Benjamin Mukanjo. Họ thật sự quá lãng phí. Ồ, lãng phí cơ hội kiểm soát bóng.
Anh ấy đã cản phá bóng thành công và giành được quyền kiểm soát. Arnold Muemba. Cầu thủ này đang cần được chăm sóc, anh ta đang rất đau. Tôi nghĩ anh ấy cần phải được ra sân sớm để điều trị. Một pha sút bóng từ khung thành ngay bây giờ. Tôi thường hay nghĩ, tôi chưa giờ hỏi anh lúc bình luận, nhưng liệu anh có thích có vài cú sút ghi bàn trong bóng đá hiện đại ngày nay? Vâng. Tôi chắc chắn là tôi vẫn có thể làm được, cũng như có thể có vài cú đánh đầu nữa. Vâng, và như vậy sẽ có một sự thay đổi người. Và có vẻ như sự thay đổi người này sẽ khiến đội hình trở nên tươi mới hơn một chút. Arnold Muemba. Anh ta cần cẩn thận với những pha vào bóng như vừa rồi. Đó đã có thể là một pha phạm lỗi. François Bélouguer. Có thêm một phút bù giờ. Romain Philippe Poto. Vâng, chính khoảnh khắc này đây. Cafu đánh đầu. Vâng, sẽ có một cú đánh đầu. Vâng, đây rồi, tiếng còi kết thúc trận đấu. Chers supporters, nous vous souhaitons une bonne soirée et nous espérons que vous avez passé un agréable moment au stade. Merci. Now tell me the truth. Don't make me wait too long. You have to prove that I shouldn't move on. I'm sitting here watching the tick of the clock. I hear my own heartbeat. I want it to stop. Doing next to nothing, so breaking apart. And this tension just cuts to the bone. Xin chào các bạn đã đến với trận đấu trong thời điểm đầu của mùa giải. Chào anh, vâng, không chỉ cá nhân tôi, tất cả những khán giả đến xem trận đấu ngày hôm nay đều rất mong chờ trận đấu này. Janik. Wadou Assamoa. Anh ấy hoàn toàn có thể sút ngay bây giờ. Ismaël Traoré. Jack Endoyer. Họ đang làm chủ trận đấu ngay lúc này. Bây giờ bóng đã thuộc về họ. Paulo Dybala. Một pha cản bóng. Thomas Mangani. Một pha bóng trả về cho anh ấy. Pha di chuyển không bóng tốt, có thể sẽ đón được bóng. Paulo Dybala. Họ đã làm mất bóng. Có một số cầu thủ không muốn đồng đội của mình có bóng quá lâu. Anh ta đã giành lại được bóng. Jack Endoyer. Alexandro. Bonucci. Dani Alves. Hai phòng thủ sẽ thi đấu ra sao vào lúc này đây, khi đợt tấn công này có vẻ như nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Họ đang không nắm lấy cơ hội để giữ được bóng. Thomas Mangani. Ồ, anh ta vào bóng khá rắn nhưng không có tiếng còi, trận đấu vẫn tiếp tục. Janik. Thomas Mangani chuyền bóng. Vâng, họ đã di chuyển vào đến khu vực trước khung thành. Sẽ có một quả phạt góc bây giờ, trọng tài đã cho họ hưởng phạt góc.
Họ đã giành được bóng. Đồng đội hỗ trợ đang ở ngay bên cạnh. Paulo Dybala, Paulo Dybala. Giorgio Chiellini. Đồng đội của anh ta đang tiến lên rất nhanh. Cú vào bóng rắn quá nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Higuain. Ismael Traore. Thomas Mangani. Anh ấy vẫn đang dẫn bóng. Vâng, anh ấy đã dẫn bóng đi được một quãng dài. Higuain. Bóng được chuyền xuống cánh. Họ đã giành được bóng sau pha cản phá. Thomas Mangani. Chúng ta có thể thấy sự hỗ trợ tuyệt vời đến từ cả đội. Katoko Ekambi. Chuyền bóng. Janik. Sami Khedira. Thời gian nghỉ giải lao giữa trận đấu. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn không có đội bóng nào có được pha nguy hiểm thực sự về khung thành của đối phương. Và đó là lý do tại sao tỷ số hòa vẫn chưa bị phá vỡ. Cho tới thời điểm hiện tại thì tôi vẫn chưa thể nhìn ra đội nào có thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Trong thời gian nghỉ giải lao giữa hiệp, hy vọng ban quản lý của mỗi đội sẽ có một động thái nhằm thay đổi cục diện này trên sân. Lao vào cản bóng rất mạnh mẽ. Thomas Mangani. Anh ấy đang cần sự trợ giúp ngay lúc này và đồng đội của anh ta đang tới. Và thế là họ đã làm mất bóng. Giorgio Chiellini. Và anh ta đây, một bức tường dày của hàng phòng ngự hôm nay. Higuain. Paulo Dybala. Vâng, hàng phòng thủ đã sẵn sàng để ngăn chặn được tấn công này. Một cơ hội. Anh ta khá chắc chắn với quyết định của mình. Anh ấy cản phá. Nhưng bóng vẫn trong sân. Tuy có cố gắng nhưng họ không giữ được bóng. Katoko Ekambi. Anh ta có thêm sự hỗ trợ khác từ đồng đội. Vâng, họ đang ngày càng tiến sâu vào vòng cấm địa. Quyền kiểm soát bóng mà họ đã từng có đã không còn nữa. Họ hiểu được có rất nhiều nguy hiểm đến từ các pha đá phạt góc và họ đang tổ chức phòng ngự ngay bây giờ. Sẽ rất thú vị đây, huấn luyện viên đang có một chút điều chỉnh về đội hình. Endoyo. Anh ấy còn chưa hề làm thủ môn đối phương phải động chân động tay. Một pha chuyền bóng rất đẹp và một cú sút rất tốt. Bóng đang chạy tự do trên sân, họ đã làm mất bóng. Roman Thomas. Roman Thomas chuyền bóng. Đồng đội anh ấy đang chờ để phối hợp đã tới rồi. Katoko Ekambi. Vâng, hy vọng rằng họ có thể phối hợp tạo nên cơ hội thực sự vào ngay lúc này. Katoko Ekambi. Và cơ hội đây rồi. Sẽ có một cú sút. Toko Ekambi đã ghi bàn. Sau pha ghi bàn, tỷ số hiện tại là 1-0. Họ đã có bóng nhưng đã làm mất nó. Phương án phòng ngự của họ rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Họ nhất định phải cẩn thận. Cần có những ối bóng đã trúng cột dọc bay ra ngoài. Đó là pha dứt điểm tệ nhất mà tôi từng thấy. Đó là một pha trả bóng về. Có một vài đồng đội đang theo sát hỗ trợ anh ấy ở vị trí hiện tại. Cú đánh đầu ra ngoài sẽ có một pha ném biên. Với sự thay đổi này, vị huấn luyện viên sẽ đưa thêm một tiền đạo vào sân. Có lẽ số bàn cách biệt chưa đủ chăng? Sự mạo hiểm đầy thú vị đúng không nào? Một pha cản phá mang tính sống còn. Sami Khedira. Và có thể đây là một cơ hội tốt dành cho họ. Một pha cản phá đã chặn được đường tấn công. Jake Endoyer. Higuain. Jake Endoyer. Kim Sunu. Pha cản phá chặn đứng đợt tấn công rất kịp thời. Dani Alves. Và ngay giờ đây trọng tài đang ra hiệu kết thúc trận đấu.
Anh có nghĩ trận đấu này thật tuyệt vời không? Ai có thể ngờ trận đấu lại có kịch bản như thế này? Bước vào trận đấu ở cửa dưới nhưng họ lại giành chiến thắng. Vâng, rất ít người có thể tính được trường hợp này. Phải nói là không có ai, kể cả anh và tôi, cổ động viên của họ thì cũng không thể nghĩ rằng họ đã có thể làm được.
take it back. You know time crawls on when you're waiting for the song to start, so dance alone to the beat of your heart. Hey, young blood, doesn't it feel like our time is running out? I'm gonna change you like a... Xin chào các bạn, chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong ngày hôm nay. Xin chào anh và các bạn, đây là một ngày thi đấu rất đẹp và tôi vui mừng khi được có mặt ở đây. Senaes, Higuain. Thế đáng ra đã có thể trở thành một cơ hội tuyệt vời rồi. Anh ta đang rất tập trung. Chúng ta sẽ không biết được cú sút có trúng mục tiêu hay không vì nó đã bị cản phá trước khi đến với khung thành. Phạt góc. Ôi trời, Gonzalo Higuain. Anh ấy đang rất căng thẳng. Hãy nhìn anh ấy kìa. Vâng, nét mặt và điệu bộ của anh ta đã nói lên điều đó. Sẽ có một quả phát bóng lên. Có sự thay đổi về quyền kiểm soát bóng. Dani Alves. Ruud van Nistelrooy. Quá độ Asamoah. Thủ môn cố dẫn. Bàn thắng đầy cảm xúc. Đó là một góc sút rất khó. Nhưng anh ấy đã không phạm phải một sai lầm nào. Thủ môn đã nỗ lực trong pha sút bóng đầu tiên, nhưng với pha đá bồi thì anh ta không còn cơ hội. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu, tỷ số là 1-0. Đồng đội đang ở xung quanh và hỗ trợ anh ấy khá tốt. Lại một cơ hội rất tuyệt vời nữa đến. Họ đã có những lúc kiểm soát bóng rất tốt, nhưng họ đã bỏ phí ở lần này. Higuain. Có vẻ như anh ấy cần sự trợ giúp. Đồng đội của anh ấy đang dâng lên từ phía cánh phải. Asamoah. Kevin Manquit. Vay sang Payo. Bóng đang thuộc về bên còn lại. Dani Alves. Van Nistelrooy. Jordan Veretout chặn được bóng. Kevin Manquit. Chúng ta có thể thấy sự hỗ trợ tuyệt vời đến từ cả đội. Cuối cùng cũng có một chiếc thẻ xuất hiện. Tôi cho là cả tôi và anh đều thích khi mà trọng tài đã làm điều đó. Hãy cứ trừng phạt cầu thủ đó theo cách mà anh ta muốn. Vâng, và tôi cũng cho rằng trọng tài làm đúng. Đó là một pha va chạm gây sốc. Thủ môn đã lao ra khỏi khung thành và tiến hành cản phá. Và một quyết định liều lĩnh, nhưng anh ấy đã đúng. Jordan Veretout. Đồng đội hỗ trợ đang ở ngay bên cạnh. Có khoảng trống. Họ phải tìm cách đẩy bóng đi ra xa khu vực nguy hiểm. Senaes. Vay sang Payo. Jordan Veretout. Janik. Cầu thủ đang kết nối tốt với nhau ở khu trung tâm. Một pha cắt đường truyền rất dễ dàng. Đường truyền bổng rất tốt. Vâng, một cơ hội dành cho cầu thủ này. Và anh ta đưa trái bóng vào lưới trắng. Đó là một sự cố gắng trong tuyệt vọng. Pha dứt điểm đưa bóng đi quá xa khung thành. Leo Lacroix. Mbengue. Van Nistelrooy. Một cơ hội 10-10. Và anh ta sút. Bằng một cách nào đó anh ấy đã cứu được bóng. Sẽ có một quả phạt góc. Van Nistelrooy. Ôi cột dọc rồi. Liệu có bàn thắng không? Vào rồi. Anh biết đấy, anh cần rất nhiều kỹ năng để có thể đưa được bóng từ vị trí này tới khung thành.
Tỷ số hiện tại là 2-0. Kevin Monde Paquet. Kevin Monde Paquet. Hamoma. Và trọng tài tuyên bố đến giờ nghỉ của trận đấu. Và tiếng còi đó báo hiệu giờ nghỉ giải lao. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Hiệp thi đấu thứ hai đã chính thức bắt đầu. Vay sang Payo. Anh ấy đã không để mất bóng. Đồng đội của anh ấy đang hỗ trợ rất tốt. Qua đồ Asamoah. Higuain. Cơ hội là đây rồi. Họ cần phải chú ý hơn, đừng để mất quyền kiểm soát bóng nữa. Họ đã chơi rất tốt, gần như đã. Đường truyền đã bị cản phá, không tốt chút nào. Senaes. Vay sang Payo. Sami Khedira. Anh ấy nhận được sự hỗ trợ rồi. Ruud van Nistelrooy. Dani Alves. Sami Khedira. Một cú sút rất căng. Phạt góc. Huấn luyện viên đang chuẩn bị đưa thêm tiền đạo vào. Không quá khó hiểu nhỉ. Đúng vậy, một quyết định thông minh bởi họ đang rất cần bàn thắng. Vay sang Payo. Anh ấy đã thoát khỏi sự theo sát của cầu thủ đối phương rồi. Về đây tốt. Một cú đều rất tốt. Vâng, đây chính là giây phút chúng ta chờ đợi. Họ đã ghi bàn thắng dẫn trước. Anh ta làm thế nào để ghi bàn từ vị trí đó vậy? Vào rồi, đó là phần thưởng xứng đáng cho anh ấy. Lẽ ra thủ môn phải đẩy bóng đi hết đường biên, nhưng lần này anh ta lại để bóng lăn tự do sau pha cản phá, và bàn thắng là điều không tránh khỏi. Alexandro. Vâng, đồng đội đang đến để hỗ trợ anh ấy. Anh ta có khoảng trống, bàn thắng tuyệt vời. Vừa rồi là bàn thắng thứ hai của anh ấy trong trận đấu. Đối phương không thể cản nổi nỗ lực ghi bàn của anh ta. Không thể tin được, một góc sút rất khó. Tôi không thể tin là anh ta đã thực hiện cú sút. Tỷ số là 3-1, trận đấu đã có 4 bàn thắng. Usama Tanane. Và đây đồng đội của anh ấy đã đến để hỗ trợ. Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời. Một cơ hội. Hậu vệ nhanh chóng chặn được đường chuyền bóng. Cả đội đang di chuyển rất tự do ở khu trung tâm. Anh ta để mất bóng sau pha cản vừa rồi. Bóng sẽ về chân đội nào đây? Hình như có trục trặc gì đó thì phải. Huấn luyện viên đội đang thua lại đưa thêm vào một hậu vệ. Tôi không thể hiểu được. Chỉ có một bàn thắng mới đem lại trận thắng, vậy mà ông ta lại đưa thêm hậu vệ vào. Thật khó hiểu. Higuain. Tôi hy vọng rằng đồng đội của họ không quá thất vọng với anh ta, bởi tôi có thể chắc chắn rằng anh ấy sẽ thi đấu tốt trở lại. Anh ấy cần cố gắng hơn nữa. Huấn luyện viên hẳn đang rất chú ý đến cầu thủ này. Cầu thủ này đang cần được chăm sóc, anh ta đang rất đau. Tôi nghĩ anh ấy cần phải được ra sân sớm để điều trị. Mbengue. Mbengue. Vay sang Payo. Càn phá được bóng nhưng lại không truyền được về cho đồng đội. Thật đáng tiếc. Kevin Théophile Catherine. Đó là một pha chuyển bóng về và thủ môn đang cố gắng xử lý đường bóng đó. Vâng, trận đấu đã kết thúc rồi. Họ thi đấu rất sông sáo và đã có được bàn thắng. Thật là một lối chơi tấn công tuyệt vời. Tôi nghĩ trận đấu này đã thuộc về họ rồi, thật không thể tin được.
Now tell me the truth. Don't make me wait too long. You have to prove.